chào chị Tì. Chào em Yana. Chị khỏe không ạ? Chị cũng lay lắt qua ngày à. Thật à? Nhưng em thấy chị có vẻ mệt mỏi gì. Công việc cao như núi ấy, vậy nên chị phải thức khuya, mọ còn ngủ không được bao nữa. Tội nghiệp chị quá. À, em có cơ triển hài này hay lắm. Em nghĩ nó sẽ giúp chị sẽ ngủ hơn đấy. Wow, thế còn gì bạn? Nhạc khoa học và nghề lái đò. Có một nhà khoa học rất giỏi. Lĩnh vực khoa học nào cũng nổi tiếng. Toán học, vật lý, sử học, vân vân. Một hôm đi trên một con đò qua sông, nhà khoa học hỏi người lái đò. Con rú chặt toán học mấy? À, tôi không biết. Khanh xả là gì? อ้าวน่าเสียดายถ้าอย่างนั้นคุณได้สูญเสียหนึ่งส่วนสี่ของชีวิตแล้วถ้างั้นคุณรู้จักวัตถุไหมจ้าคุณคงเบียดถ้าอย่างนั้นคุณได้สูญเสียหนึ่งส่วนสองของชีวิตแล้วถ้างั้นคุณรู้จักสื่อหอกไหมTôi chưa bao giờ nghe nói đến bao giờ. Xin lỗi, thay dạng nắn khuôn đai sủng xỉa bay thẳng, giảm sùng xì khóng chi vít léo khuôn lại. Đúng lúc đó, thay dụ có phát khưn, khuẩn tộc nạc lôm lén khưn, con thuyền sắp bị chìm, người lái đỏ hỏi nhà khoa học. Thưa ông có biết bơi không ạ? Chẳng qua nắm máy bên.Người lái đò liền nói, nếu thế thì ông sắp mất cả cuộc đời rồi, sau cơ chuyện này, chúng ta rút ra bài học rằng, bạn có thể am hiểu lĩnh vực khác nhau, nhưng nếu bạn không biết chút ít kỹ năng cơ bản trong cuộc sống, bạn có thể chết. คุณสามารถรู้หลายด้านในชีวิตแต่คุณจะสามารถตายได้ถ้าคุณไม่รู้ทักษะพื้นฐานค่ะ